sông Trà thì đi tới, còn ở dưới cái miền trăng kia nó còn dông thì đi lui. Còn dông có những nó khó, nó đe cái nịt chỗ đây nè, còn sợ lui, có đây mình đi tới vậy. Trà thì mất nó nghe, trà là mình nửa cây trở lên thôi, y dọc chẳng thôi, mình dốc đâu là cứ để vậy đó, cho nó mét nồi là thay mét nấy, chứ không nó vô khỉ là nó cũng hư, nó vô khỉ là chỗ to chỗ nhỏ, cho biết không? Mầm dài là nó bèn, y như cái dọc chẳng ấy. Còn trà là nửa cây trở lên, mình cây sinh mét nhỏ, chứ không được mét lớn. Mét to này. Mét lâu rồi bây giờ là khó ra thì lấy để cho quay thôi. Bóc lòm hả? Bóc lòm thì kể ra lòm thì cũng là lâu rồi, lòm thì cũng lâu chứ mà bóc nói cho cái gì cũng cô độc rồi, không có mình không có phụ tới, chứ mà bóc lòm không cũng như chuyên môn chứ mà không có lòm biết. Lòm là từ cái thân, bóc nói cho là lòm từ cái thân chọt qua đấy là thân bả, là Mỹ, mưa gió Mỹ, mưa gió lụt bổ xong nó vũ không được nó Mỹ. Còn bóc nói cho nữa là lòm nó một người một cái thương một cái già, bọn hồn của bác hả? Là coi như là ở miền Đông là ở Tuốt ở dưới Sơn Hậu trở lên, còn ở miền Tây là Tuốt có tên Sơn Hòa trở xuống đều có lòm hết, tên Sơn Hòa phải lơ ra, còn cái khúc dưới này tỉnh Sơn là làm nhiều. Còn ở cái cánh lòm này là từ ở Sông Vệ trở ra, Sông Vệ là từ ở đất Phổ Bộ Đức, nhưng là ở trong Sông Vệ thứ gì này nghe hành tự vô đó làm hết, không làm hết. Quả như vậy là hôm nãy là có tỉnh rồi, có mình bắt ông lồn cái nhũ chứ không ai lồn ấy hả? Phải đó, nó lồn được chứ mà lồn nhũ nó không sướng, ta biết không? Cũng như các anh đang cà đang bừa, anh thì đang cà khô được, anh thì đang cà nước được. Còn bót là một lòm khác này thấy nên là một con lòm chứ mà không có lòm lâu như cái thời rèn. Thời rèn là bót nói cho mưa gió thì họ cũng lòm được cho bót hầm mấy tháng có mà thầu được bót nỉ ở đây mà con đẹp bót thì bót lòm, không đẹp thì thôi bót lòm như khớp, bót nuôi bò nuôi má nuôi bót lòm năng cho mình cũng lòm cái đây, cũng không có chuyên môn lòm biết. Có đẹp cũng lòm, nói chứ không đẹp thôi mà nói tới cái đẹp là bót lòm cho mình lòm để mà không để. Ví dụ như cháu muốn đạt cái núi là cháu nó mình là chú lồn cho cháu một cái thưa thì bóc lồn thưa, mà lồn cho cháu cho một cái già thì bóc lồn già, có cả bóc lồn hết, bóc bệnh bóc quen hết rồi. Sông Trà thì đi tới, còn ở dưới cái miền trăng kia nó còn dông thì đi lui. Còn dông có những nó khó, nó đe cái nịt chỗ đây nè, còn sợ lui, cái đây mình đi tới vậy. Mà lòm cái đây là nó đọt gấp mấy lần cái dông, là bóc nói cho nhủi nó nhanh, nó thấy nhiều lắm. Chứ không phải là ở dưới miền dưới là nó còn dông, chứ còn cái đây mà nếu bóc nói cho mà còn dông thì nó ba hết, dông nó nhẹ. Còn cái nó nhẹ, biết không? Mình nhũ cái sọc dày đó, cho nó lọt cốt đó. Thì nó là ba cái dâu rồi mà. Đó. Mà có chỉ bậy, cái đây bậy nó thưa, nhũ ốc rạ thì nó thưa. Đó. Còn nhũ hén thì bậy nó dài, dài thôi chứ. Mà nhũ ốc rạ thì bác nói cho bậy thưa, mà là đánh cốt cũng thưa. Điều thứ nhất, điều thứ nhì nữa là rã là chảy nó cũng to, bậy nó lâu màu. Cốc nó già con biết không? Ví dụ như cái nhũ đây, cái nhũ già thì mình phải đánh 3 cốc, còn cái đây có chỉ có là 5 cốc thôi. Nó thưa chừng nào thì nhũ ốc nó mới lọt cái nhỏ. Đó, chứ còn cái hấy thì nó già. Hấy nữa đó, giờ hấy bữa nay xong thì nó nuôi con cóc mà ít người nuôi mới thuốc sốt là gì nuôi là ví dụ như mai nuôi là đánh già hơn nữa à nó dùng cái test này làm lây này đau cho đòn quòn mắt phách lây lây kìm mắt phách không có sửa